ngồi bye bye theo kênh nha. Ba ngồi ba bắt con chim cái đã. Treo thử con này ngay cửa xem con chim này có dám vào hay không. Chim trong lồng nó hót quá không thì nó không dám bay vào lồng. Mình bỏ cái lồng xuống dưới cho con chim kia nó bay vào nó ăn. Không có chụp được nói các bạn ơi.
các bạn xem video cảm thấy thích thì làm ơn comment cái dưới bình luận ha, cho mình xin cái ý kiến giúp mình nhé. Mình thì chủ yếu mình chơi chim sâu đầu đỏ và chích về than họa mi, nhưng mà họa mi vẫn chủ yếu thôi, tại vì mình thường chơi họa mi đá và mình chuyên bán lồng chim họa mi. Anh em vui lòng xem video để lại cái lời tin nhắn đó. Cần gì thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha.